Hỏi anh nhà sao sốc còn lên kia không? Hình như còn đúng không? Còn 1 giờ tới. Sometimes we have good feeling. Lấy quay được. Thật xa để trở về. Lấy quay được mấy cái kia đẹp hết. Anh nhà đâu? Cái mỏ nó hay ngồi kia kìa. Anh nhà đâu? Anh nhà ở dưới. Phỏng vấn bầu Kiên xem cảm giác cảm xúc như nào. Cái này nó là đỉnh đâu anh? Nó vãi trưởng đúng không? Mời được quay. Thì đang xích gì? Này ra thử cái gì này trong đấy. Đó anh em lên trên tháp Tam Đảo ghi lên run vãi tại vì trên đấy sắt nó han hết rồi. Cái gì sợ thủng rồi. Quán có thùng gì gì? Hay là hết.